Be strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay lượn qua bạn Trung Quốc để coi cái bóng mà bạn quốc tế nó chưa có được ra ha, cái bóng thiên thạch đánh với lại cái bóng Ngộ Không đang là cái bóng meta sự kiện của mùa này. Ở đây thì bên kia đánh Ngộ Không khiêng với lại bão gió, còn bên này thì đánh thiên thạch. Bóng này không biết tên chính xác là gì nhưng mà nó có mấy cái cục thiên thạch rơi, tuy nhiên thì nó phải kết hợp với một cái bóng gì đó nữa, bóng xanh xanh gì á, nó mới ra thiên thạch ha. Còn nó bắn chay thì nó sẽ không chịu hồi được thiên thạch đâu, nên mình cứ gọi nó là bóng thiên thạch thôi. Với lại bóng thiên thần nè, bên bản quốc tế mình hay gọi là bóng khiêng đó, bên này gọi là thiên thần. Rồi đánh tăng sao, tăng trưởng, đánh dự như là đánh đồn đa mà không có đánh ma điện nè. Này nếu mà mình nghĩ thì đánh bỏ cái con tăng trưởng ra, đánh cái con ma điện thì có vẻ nó ngon hơn. Ở bên kia thì đánh cũng dồn đam luôn chứ không có giảm đam. Ở đây thì bóng thiên thạch này nó level 17 ha. Ngộ Không bên kia thì mình hình như là 14. Thì cái bóng thiên thạch bên này nó cũng lâu rồi. Nếu mà anh em có coi những cái video hồi xưa mình có đăng thì nó có cái bóng này nó ra lâu lắm rồi anh em mà. Nhưng mà bên bạn quốc tế thì nó không có ra. Hồi xưa thì cứ tưởng là cái bóng hai mặt nó ra là một cái phiên bản nhái cho cái bóng này, nhưng mà nó không phải. Anh em để ý cái đường đạn bắn của cái bóng thiên thạch này nó rất giống với con hai mặt ha. Nhưng mà bên Trung Quốc này nó cũng có bóng hai mặt luôn, cho nên là cái bóng thiên thạch này nó không phải là cái bóng hai mặt làm lại đâu. Với lại cái điểm đặc biệt của cái bóng này thì nếu mà hai cái bóng thiên thạch nằm gần nhau nó sẽ không có lửa cháy nha. Anh em để ý những cái bóng thiên thạch mà nó nằm sát nhau nó sẽ mất hiệu ứng. Nó cũng gần giống như là cái con nó hơi ngược ngược với con hai mặt đó anh em mà. Con hai mặt đó thì hai bóng xanh đỏ đứng cạnh nhau là nó sẽ bút sức mạnh cho nhau. Còn cái con bóng thiên thạch thì nó hơi ngược lại, là hai bóng thiên thạch đứng gần nhau thì nó sẽ giảm sức mạnh của nhau mới ghê chứ. Tức là hai con mà gần nhau thì nó mất cái hiệu ứng lửa, là nó bắn yếu lắm, bắn chậm. Đó là một cái kiểu như là một cái làm ngược anh em mà. Thì đó, hồi đó thì cứ nghĩ là cái bóng hai mặt là bóng thay thế, nhưng mà không phải ha. Ở đây bạn này lên được một con khiêng 7 nữa nè, bảo kê rất là ngọt nha. Hai con khiêng 7, một con khiêng 5 với một con khiêng 6, ở đây thì bảo kê cũng khá là ngon đó. Chấm của thiên thạch lên cũng đẹp nữa, lên mấy con 7 chấm, 3 con 7 chấm, 3 con 5 chấm ha. Ở đây thì hình như cái con ở hàng cuối này là nó có, nó nằm trong cái pháp trận thiên phú. Thì nếu mà những cái con mà nó nằm trong ô thiên phú thì những cái con xung quanh nó sẽ không tính ha. Nó sẽ vẫn kích hoạt được ngọn lửa, là những cái con mà đứng xung quanh cái ô có pháp trận thiên phú thì nó sẽ vẫn được hưởng hiệu ứng, nó coi như là không tính. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây nó có hai cái con, một con 7 với một con 5 nó nằm ở chỗ kia. Thì nếu mà xây vô thì hai cái con đấy nó sẽ mất hiệu ứng nè, mất cả cái con 5 chấm ở đằng trên nữa. Thì như thế này, đội hình như thế này là đội hình gọi là chắc là mắc pin rồi. Tại vì nếu mà mua bóng thêm á, có khả năng nó bị kẹt. Mà một khi nó bị kẹt thì nó dễ bị mất hiệu ứng ha. Đó, ở đây bạn kia bạn phá ra luôn, phá cái bóng ra luôn để ghép lên một con khiêng 7 nữa ha, để cho nó bảo kê khỏi con ninja này nó được chắc nghèo hơn. Nhưng mà giai đoạn này thì nó vẫn sốc đam rất là ngon. Ở đây là level 17 nha, nhưng mà mình nghĩ thì đánh giá cái bóng tin thật này nó cũng không ngon nữa đâu. Nó out meta rồi, nó lâu rồi. Hồi xưa nó mới ra thì có thể là nó là xịn. Cũng là một thời ở meta mình nghĩ là hồi đó là nó ra cái bóng này là ngon đó, nhưng mà nó hơi khó chơi. Điều kiện của nó khó chơi quá anh em ạ. Nó cần phải những cái bóng đứng xa xa nhau, nó khó chơi, nó một thực trạng bóng khó chơi ha. Nhưng mà hồi đó nó mới ra thì đam nó cũng to. Tuy nhiên bây giờ để mà so với Ngộ Không thì chắc hơi khoai. Ngộ Không thì nếu mà đánh không có bão gió thì cũng có cơ hội nha. Nhưng mà ở đây Ngộ Không có cái bão gió thì cũng hơi khó đấy anh em ạ. Mấy bóng sự kiện giờ nó đang ảo mà. Giống như đợt trước có đánh Ngộ Không với lại Ngộ Không 10 với lại Quỷ Vương 14 cũng vậy. Thì Quỷ Vương nó cũng rất là chật vật nè. Nó tuy nó hơn rất là nhiều level nhưng mà nó vẫn rất là chật vật.
Đó thì ở trong này mình nghĩ là tình huống nó cũng vậy thôi. Không biết là thiên thạch này có cân kèo được cái game ngộ không bên kia hay không. Đó, đang đẩy chấm lên, đang tích cực đẩy chấm của bóng lên, nhưng mà hơi nguy hiểm nha, khúc này mua là hơi nguy hiểm đó. Nếu mà nó ra cái bóng thiên thạch một chấm mà nó kẹt cái là coi như là toạc luôn anh em ạ, là nó sẽ mất hiệu ứng liền. Cho nên là mấy cái khúc sau này mua rất là căng, mua hơi căng đấy. À, thì mình nghĩ chắc là nó là lý do đó cho nên là anh bạn này sẽ không đánh ma điện ha, tại cái bóng thiên thạch này nó cần những cái bóng đứng ở các cái vị trí không sát nhau, đứng hàng chéo thì được nha, nhưng mà đứng dọc với ngang là nó sẽ không được. Cho nên là đánh tăng trưởng này cũng là một cái ý đồ để cho nó đỡ bị kẹt bóng á. Đó thì đây, tới hiệp thứ 8 rồi, gặp con boss lửa. Bên kia cũng lên được những cái đội hình thiên thần bảo vệ rất là ngon rồi. Không đánh báo ha. Đánh đồn đam luôn lên những cái con chấm rất là cao, như là một con 6 chấm ở đầu dòng là cái con triệu hồi vô khỉ nè. Mấy con 6 chấm nữa, hai con 6 chấm với một con 7 chấm ở khúc trong nữa, đánh rất là ngon. Đó thì đây là một trận đấu đấu đam ha. Đấu đam này là đấu đam thuần luôn. Bên kia thì cũng chưa kéo báo gió gì, tại vì cũng hết chỗ rồi. Ngộ không thì thực sự ngộ không kéo báo gió thì nó cũng không có được linh động bằng cái con nhị lăng thần kéo báo gió đâu. Tại vì cái con nhị lăng thần thì nó không có đẻ bóng. Tuy nhiên thì ngược lại thì cái ưu điểm của ngộ không nó sẽ tiết kiệm BP, tại vì nó tự đẻ. Còn đánh nhị lăng thần mà đánh đẩy lên chấm cao mà ẩu ẩu hồi về sau hết BP, nên mà đánh quen ngộ không mà chuyển sang đánh nhị lăng thần không để ý là dễ bị hết PP lắm nha. Đó là một cái lưu ý. Đó thì ở đây nói chung là đam thiên thạch thì cũng khá là bự đó. Tuy nhiên thì cảm giác nó vẫn không ngon bằng đâu, không ngon bằng sự sự kiện được anh em mà. Không sự kiện thì chắc nhìn nó vẫn phải hơi bá. Tuy nhiên bây giờ thì đó, nó bên kia nó kill boss, trong khi boss không kịp ra chiêu luôn mà, trong khi bên này thì bị phá ha. Rồi còn tiếp theo là con chúa tể ngọn lửa đỏ. Thì cái bóng sự kiện thì bây giờ dùng bóng gương thôi. Đợt vừa rồi nó có ra mấy cái gói mua gương á, thì anh em bạn nào mà có tiền thì có thể vẫn lên level cho bóng sự kiện được. Còn mở thì không ra được nữa ha. Mở là hết ra được rồi. Sắp tới thì không biết có gì bóng bóng gì mới hay không cũng chưa rõ ha. Chắc phải chờ qua tháng. Hiện tại cái tháng 5 này thì chắc không còn gì đâu. Đợt vừa rồi nó mới có cái sự kiện quốc tế lao động thì hết rồi, thì mình nghĩ là nó cũng không có sự kiện gì mới trong giai đoạn tiếp theo này đâu. Chỉ có chờ qua tháng sau thì không biết là có mùa hè nghỉ hè ha, thì không biết là có sự kiện gì nghỉ hè hay là có ra cái bóng gì không, thì chắc phải chờ thôi. Anh em để là cái con ngộ không với lại cái con hao thiên khuyển ở bên bản Trung Quốc này nó vẽ hơi khác nha, so với bản quốc tế. Mình thì chắc do anh em mình nhìn bản quốc tế lâu, mình thấy bản quốc tế nó đẹp hơn, bên này vẽ nó hơi xấu này mà, cảm giác vậy ha. Ok thì ở đây hai bên cũng đang giằng coi phía chín này rồi. Con chúa tể ngọn lửa đỏ này cũng khá là căng đấy. Ở đây có khiêng bảo kê thì cũng đỡ ha, chứ nếu mà không có khiêng là mấy bóng chấm cao là dễ đứt lắm. Nó giảm chấm liên tục mà nó giảm cho đến khi nào bốc hơi thì thôi, nếu mà mình không ghép lại thì toang. Ok đây sao đây, hai bên đều bị boss tung skill nhưng mà có con thiên thần nó bảo kê. Tuy nhiên bên ngộ không giết rất là nhanh anh em à, anh em có thể thấy là bên ngộ không giết boss rất là nhanh, trong khi bên thiên thạch này thì khá là chật vật. Mặc dù là cái số lượng bóng thì cũng rất là chấm rất là cao chứ không phải là thấp, nhưng mà bên kia nó trâu, bên kia nó vừa có giảm tốc nữa, nó có kích hoạt kỹ năng thức tỉnh. Bên này thì kỹ năng thức tỉnh chỉ là ngọn lửa bốc cháy thôi, với lại ghép thì nó cũng rất là mạo hiểm, cho nên là bên này bóng bên này nó bất lợi nhiều đường. Về late game mà có đuối boss á, ví dụ như hiệp 10 này hai bên đều không giết được boss ở hiệp 10 này đi, thì thiên thạch là thua trước là cái chắc, tại vì nó không có giảm tốc anh em à. Mình nghĩ là chắc nó phải đi chung với con bóng xanh xanh kia bảo kê vô có thiên thạch rồi các kiểu, hình như nó mới có chút giảm tốc hay sao á, mình nhớ không lầm là vậy. Tuy nhiên nếu mà đánh cái con kia thì nó cũng hơi kẹt. Sau này mình thấy ít, mặc dù nó là một cặp nhưng mà mình thấy ít ai đánh cái con thiên thạch này chung với con kia lắm, tại vì nó hơi khó chơi phải, điều kiện của nó xây dựng lên cái đội hình nó khó quá.
đâm ra là họ đem luôn. Đó thì hiệp thứ 10 này để xem là con âm dương với lại con đội hai bóng thì để xem là có bên nào hẹo ở cái hiệp này hay không. Theo mình nghĩ thì khả năng là bên thiên thạch này dễ đi lắm anh em, mà dễ đi lắm. Bên kia ngộ không thì sự cũng đuối, nhưng mà nó sẽ có, mình nghĩ là nó sẽ giết được boss ấy, tại vì nó giết được nhiều quái. Rồi để xem cái tình huống này nó sẽ diễn ra như thế nào ha. Đó, bị đổi nha. Bên kia thì chưa có ghép được báo gió, tại vì chưa đổi ra được cặp báo nào ngon hết. Bên thiên thạch này thì đang toàn lắm này nè, có khả năng đứt kèo trước anh em mà. Ok, nếu anh em coi video clip đây thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Thôi mình kết thúc video clip tại đây thôi. Bye bye.